Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái video về phần đọc. Đối với phần đọc thì chúng ta lại phân cấp rất nhiều loại các bạn ạ. Đối với mình thì phân cấp là đối với các bạn là không biết một chút gì về từ mới, và đối với mức cao hơn một chút là các bạn đấy biết một chút về từ mới. Đối với mức thứ ba là các bạn biết là kha khá từ mới. Nào, thế đối với cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là đối với cái mức thấp nhất là các bạn không biết một chút gì từ mới. Đối với cái dạng này, đối với cái cấp bậc này thì mọi người cũng có thể áp dụng được. Đó, bây giờ chúng ta thử xem nhé. Thì cái này nó cực kỳ đơn giản các bạn không cần biết bất cứ cái từ mới nào các bạn vẫn có thể làm được. Chỉ bằng cách là tìm là được và áp dụng cái công thức là được. Bây giờ chúng ta chuyển sang là từ định nghĩa. Từ định nghĩa là như nào? Đối với từ định nghĩa thì các bạn thấy là nhìn này các bạn nhỉ, define là có dấu hiệu là từ define đó, dấu hiệu define đó. Thì cái này là các bạn thử xem là một trong bốn cái này cái nào là từ được định nghĩa. Vậy từ định nghĩa là gì? Từ định nghĩa là cái từ được là nó được diễn giải ra rõ ràng hơn, hoặc có thể là cái từ đấy được thay thế tương đương với một từ nào khác. Đó, để với dạng này thì các bạn chỉ cần, nếu mà các bạn chắc về liên quan đến ngữ pháp thì các bạn có thể làm tốt cái này. Thì đối với ngữ pháp thì các bạn chỉ cần học những này. Đầu tiên thì từ định nghĩa thì mình đặt tên là T, D, N. Thì đối với dạng là từ định nghĩa, thứ nhất là nó dạng là T, S, verb, trong trường này verb nó phải là to be thì chủ ngữ nó mới gọi là từ định nghĩa. Rồi lúc nữa chúng ta áp dụng những kiến thức này để chúng ta làm mới rõ hơn. Tiếp, sau một danh từ đó có một mệnh đề tính từ, chắc chắn cái từ đằng trước đó là từ được định nghĩa. Đó, tiếp là đối với cấu trúc A, O, B thì A chính là từ được định nghĩa. Tiếp, A gạch B thì A chính là từ được định nghĩa. Tiếp, A sau đó là mở ngoặc, đóng ngoặc XX thì cái này nó là từ định nghĩa. Tiếp, sau đó là chúng ta thì có S, verb O, sau đó là chấm, dát Y. Thực ra trong trường này nó chính là mệnh đề tính từ sắp cộng verb O, nhưng mà mình để riêng ra đây, dát Y. Rồi sau đó là một loạt dài về các câu S, verb O gì đó. Rồi, tiếp, bây giờ chúng ta ôn một chút liên quan mệnh đề tính từ. Đối mệnh đề tính từ thì chúng ta thấy là đối với mệnh đề tính từ thì đối với dạng đầy đủ thì có hai loại. Thứ nhất là sắp cộng với S cộng verb và sắp cộng verb O. Thì đối với dạng là sắp cộng với S cộng verb thì không có trường này, vì thế nên mình không liệt kê đây. Thì chỉ còn dạng sau: sắp cộng verb O, verb in cộng O, hoặc là verb ID cộng giới tựu O, hoặc là to cộng verb O, hoặc là O. Đối với O này các bạn chú ý cho mình, O này có chú ý mình thì nó có dấu phẩy đằng trước, O có dấu phẩy đằng trước, có nghĩa là nó dạng là nào rồi đến phẩy nào. Vậy nào này nó chính là từ được định nghĩa. Các bạn nhớ cho mình phân biệt cái chỗ này, nào này với cấu trúc là song song nhá, cấu trúc song song có từ and hay có từ or hay có từ but đằng cuối cùng đấy. Nào, bây giờ chúng ta làm. Đối với cái làm thì các bạn nhìn trực tiếp vào cái từ đấy là xem nó có cấu trúc dạng này không. Nếu mà không thì là sai. Còn nếu mà thuộc một trong những này là đấy là từ được định nghĩa. Bây giờ chúng ta thử áp dụng nó nha. Đối với câu này, thứ nhất là chúng ta xem từ nào được định nghĩa trong một trong bốn từ sau. Bây giờ chúng ta xem nha. Đối với phương A thì chúng ta thấy là đối với phương A chúng ta thấy gạch chân từ này, đây từ này ở dòng 5, chúng ta xem dòng 5 1 2 3 4 5. Thực ra đây chúng ta thấy nó có đánh chỉ số vào nên chúng ta dễ dàng tìm kiếm hơn. Nào, đây dòng 5 chúng ta thấy tìm cái từ Nisbetor ở đấy, đây thì chúng ta xem cái từ này xem nó được định nghĩa không. Thì chúng ta xem ở đây thì chúng ta thấy nó chả thuộc cái loại nào cả, nó không có mệnh đề tính từ theo sau, nó không có gạch này, không có dấu hiệu này, không có dát y, vì thế nên không phải là từ định nghĩa. Tiếp phương án B,
Phần B thứ nhất là chúng ta cũng cứ tìm như thế, vì từ này dòng 9, vì thế nên chúng ta tìm được cái đây, dòng 10 đây, thứ nhất trừ 1 là dòng 9. Thì chúng ta thấy là cái chỗ này nó thuộc chỉ là thuộc cấu trúc là cấu trúc A, NB cấu trúc song song, nó chẳng thuộc dạng này, bị sai. Tiếp phần C, nào phần C nó chính là cái này, additive, dòng là dòng 19. Nào ở đây thì chúng ta thấy có từ sau này, rồi sau đó là ZI, đó ZI, các bạn nhìn này, ZI, đâu nhỉ, đây, đó. Vậy chúng ta sẽ chọn ngay cái từ này, đây là từ được định nghĩa. Rồi, tiếp phương án D thì các bạn thấy là D trong trường hợp này nó thuộc cấu trúc A, B và chả có gì ngoài cái này cả, không có, vì thế không chọn. Tiếp câu 2. Đối câu 2 này chúng ta xem từ nào nha. Thứ nhất là, nhưng mà câu hỏi nội khác bạn, khi mà có từ except có nghĩa là từ nào không được định nghĩa trong các từ sau đây. Đấy, nhớ cho mình, từ nào không được định nghĩa trong các từ sau đây. Có nghĩa là sẽ có 3 từ được định nghĩa và 1 từ không được định nghĩa, mà các bạn phải tìm được cái từ là không định nghĩa. Chúng ta xem. Đối với phương án A. Nào, đối với phương án A thì chúng ta thấy đây là gì các bạn nhỉ? Một danh từ. Vậy danh từ này đã được định nghĩa chưa? Các bạn, nào, chúng ta xem nhé. Đây là danh từ because of này. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại có là gì đây? Là một danh từ, đúng không? Danh từ. Nào, vậy hai cái từ này nó tương đương với nhau. Hai từ này tương đương với nhau. Vì thế nên chọn được, chọn được. Nào, thì trong trường này nó trong trường này chúng ta thấy là because này nó chỉ là sắp mình để chẳng từ thôi, chúng ta không xét đâu nha. Chúng ta không xét. Chúng ta chỉ xét đằng sau đó thôi. Nhớ cho mình, toàn bộ những cái này thì chúng ta chỉ xét đằng sau đó. Thì đây chúng ta thấy cấu trúc là A và B. Rồi đến dấu phẩy, rồi đến này. Thì nó chính là nào? Nó chính là dạng này. Chính dạng này. Nó chỉ cần ô này, có nghĩa là từ định nghĩa rồi phẩy nào. Đó, từ định nghĩa rồi phẩy rồi nào. Rồi sau đó là verb O. Thế toàn bộ cái chỗ này nó chính là cái chỗ mà mình vừa nói xong. Đây này. Đó. Vì thế nên phương A được định nghĩa. Tiếp phương B. Phương B chúng ta thấy là từ này. Nhưng mà các bạn nhìn thấy sau đó lại có từ the term này, the term. Khi có the term rồi gạch như này thì chắc chắn là liên quan đến, chắc chắn là từ này đã được nghĩa. Vì thế nên cái này đã được nghĩa. Đó. Nào the term rồi sau đó diễn giải toàn bộ dưới này các bạn này. Vậy trước chỗ này phương án B là từ được định nghĩa. Tiếp chúng ta xem phương án này. Thì phương án này thì chúng ta sẽ cấu trúc là cấu trúc A rồi đến O B nào. A O B. Vì thế nên A là từ được định nghĩa. Vì thế trước chỗ này chúng ta thấy là phương này được định nghĩa. Rồi tiếp cái này chúng ta xem nhé. Vậy còn cái này thì chắc chắn là chúng ta phải chọn rồi. Vậy chúng ta chọn phương này. Nhưng bây giờ chúng ta xem tại sao lại chọn phương này. Chúng ta xem nhé. Nào, đằng trước trong trường này chúng ta nó là cũng thấy là nó là now, rồi sau đó là cũng now đây. Nhưng tại sao không phải từ định nghĩa? Vì đằng trước nó là một giới từ. Giới từ này cộng với một danh từ thì nó là một trạng từ, vì thế nên chúng ta không xét. Đó, nó nằm trong là giới từ cộng với, nó nằm trong giới từ cộng với một danh từ. Vì thế nên từ cái chỗ này đến đây nó không liên quan gì đằng sau cả. Vì thế nên đấy không phải là không phải là từ định nghĩa. Các bạn nhớ cho mình nha. Nếu mà cái danh từ này đằng trước là có giới từ, vì thế nên danh từ này nó sẽ không bao giờ liên quan bất cứ cái gì liên quan đằng sau. Vậy cho chỗ này từ này không được định nghĩa. Rồi, vậy chúng ta chọn vấn đề. Chúng ta làm tiếp câu này. Nào, tìm từ định nghĩa trong một trong bốn từ sau. Có nghĩa là sẽ có 3 từ không được định nghĩa và một từ sẽ được định nghĩa. Chúng ta phải tìm được cái từ định nghĩa đấy. Chúng ta xem nhé. Tiếp. Chúng ta xem nhé. Nào, cái này. Chúng ta thấy đây cũng chỉ một nào thôi. Nào, nó không thuộc một trong những dấu hiệu này. Mình copy cho nó nhanh nhé. Để các bạn có thể so. Câu nào nhỉ? Câu này đúng không? Nào, mình paste vào đây nhé. Nào, vậy trước chỗ này chúng ta thấy là không thuộc dạng này. Sai. Tiếp
Phương án B, nó chỉ là cấu trúc A, B thôi, nó không có gì cả. Nhưng trước chỗ này chúng ta xem nhé. Nào, ở đây thì chúng ta thấy có that rồi đến verb cộng với o mệnh đề tính từ. Nào, sub cộng với verb o mệnh đề tính từ đúng. Nhưng mà chỗ này nó là danh từ, là nó bổ nghĩa danh từ này chứ không phải danh từ này. Vì thế nên cái phương án này không được định nghĩa. Tiếp phương này. Chúng ta xem nào. Ừ, gạch chéo danh từ. Rồi sau đó lại dấu phẩy. Rồi sau đó là lại một danh từ. Đó, rồi danh từ này lại có verb đây cộng dưới từ o. Nào, như trong trường này chúng ta chỉ cần quan tâm là nó là cấu trúc là nào. Cấu trúc là nào. Nào, nào. Thì nào thứ hai, nào thứ nhất nó là từ được định nghĩa. Vì thế nên chúng ta khẳng định là cái này là danh từ được định nghĩa. Tiếp, còn phương án D thì chúng ta thấy là không thấy là nó có dấu hiệu một trong những dạng này, vì thế nên chúng ta không chọn được. Vậy chúng ta chọn phương án C. Chúng ta làm tiếp nào. Tiếp câu 17. Nào chúng ta xem nhé. Nào, đối phương A thì đây. Nào, thứ nhất là đây cái chân này chúng ta thấy là không thuộc những dạng này. Vậy là sai. Tiếp phương án B. A lại cấu trúc là danh từ rồi sau so S verb O rồi đến Z Y. Đó chắc chắn là từ được nghĩa. Vậy một này. Rồi, như trước chỗ này nó cần là tìm một từ không được định nghĩa. Vậy trước chỗ này chúng ta thấy từ này là chắc chắn là chúng ta chọn rồi đúng không? Nào từ này không có thuộc dạng này, vì thế nên chúng ta chọn ngay của này là đây. Rồi, còn phương án này thì chúng ta vừa nãy phân tích là nó là từ định nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta xét tiếp các phần còn lại nhé. Nào, chúng ta xét cái này. Thì đây thì chúng ta đằng sau đó là verb ed cộng với giới từ o nó là gì nhỉ? Một mệnh đề tính từ. Mà sau đó là một mệnh đề tính từ là đằng trước nó là một danh từ được định nghĩa, vì thế cái này được định nghĩa. Tiếp, vấn đề. Nào, cái danh từ này sau đó lại mở ngoặc, đóng ngoặc. Nào, chúng ta nhìn nhé. Vì thế danh từ này được định nghĩa. Vậy, cái này chỉ chúng ta chọn phương án A. Chúng ta là tiếp cái câu này. Đối với phương án A, chúng ta xem thử hỏi xem nào. Nó yêu cầu là tìm từ không được định nghĩa trong một trong bốn từ này. Ở đây thì chúng ta thấy là cái từ đầu tiên chúng ta xem nhá. Danh từ này, chứ trước này nó đúng thuộc là S. Nào, to be cộng O các bạn nhé. Tại vì từ good này sau đó là từ be. Nào, sau từ good hay là động từ có thiếu là từ be. Chắc chắn là danh từ này được định nghĩa. Đó, dịch là có thể là mà. Có thể là vị trong này nó là từ được định nghĩa. Tiếp phương án này. Phương án này chúng ta xem nhé. Nào, ở đây nó thuộc là now rồi now này. Nhưng quan trọng là nó thuộc là cấu trúc song song. Cấu trúc song song thì cái chỗ now now này không phải là từ định nghĩa. Vì thế nên sai. Tiếp phương án này. Thì chúng ta thấy là danh từ này được định nghĩa không? Chúng ta thấy có S cộng với to be rồi cộng với, cứ nhìn thấy S cộng với to be thì chắc chắn từ này là từ được định nghĩa. Vì thế trong trường hợp này có chỗ này của này. Vì thế từ này được định nghĩa. Đó. Tiếp chúng ta xem cái này. Phía này chúng ta lại nhìn thấy là danh từ. Vậy đúng rồi, được chưa nhỉ? Nào nào, vậy danh từ đằng trước nó là danh từ định nghĩa. Vậy chúng ta chọn phương nào được? Này phải rồi này. Này chưa phải này, chúng ta chọn phương này cắt chim này. Vậy chúng ta chọn phương án cắt chim. Tiếp phương này. Bây giờ chúng ta xem ở đây thì người ta yêu cầu là tìm từ được định nghĩa. Chúng ta xem nhé. Ở đây thì chúng ta xem là phương án A. Ồ, rõ ràng rồi, chắc chắn là từ được định nghĩa rồi, tại vì chúng ta thấy nào này rồi đến nào này. Đó, vì thế nên cái này chắc chắn là từ định nghĩa, chúng ta chọn ngay luôn phương này. Nhưng bây giờ chúng ta xem các phương khác xem tại sao lại loại. Và tiếp phương án này chúng ta đây danh ở đây nó cũng không thuộc một trong những dạng này đúng không các bạn nhỉ? Không thuộc. Nào, đây nó chẳng thuộc dạng này gì cả, vì thế nên không chọn được. Tiếp cái này cũng thế. Và cái này chúng ta thì có S cộng với động từ có thiếu nhưng sau đó phải là động từ to be, ví dụ can be thì nó mới phải, trong trường này nó không phải, vì thế nên đây cũng sai luôn, chúng ta chọn phương án A. Tiếp cái câu này. Cái câu này chúng ta xem nhé. Nó hỏi gì? Tìm từ được định nghĩa.
tìm từ được định nghĩa. Rồi chúng ta xem. Phải không nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta xem nhé. Phương án này chúng ta thấy là chúng ta nhìn từ dưới thì lên nhé. Nào, phương án này. Đây danh từ này được định không? Không, đúng không? Rồi, không được định nghĩa. Tiếp, phương án này chắc chắn được định nghĩa không bạn nhỉ? Rồi, chắc chắn rồi đúng không? Tại vì có S cộng với to be, có O, vì thế nên danh từ này được định nghĩa. Vậy chúng ta chọn nào đây nhỉ? Rồi, phương án này. Tiếp, phương án khác. Nào, từ này chắc chắn là không được định nghĩa rồi, tại vì chúng ta thấy là chẳng thuộc dạng nào cả. Rồi, chúng ta thấy có thuộc dạng nào không? Không, đúng không? Nào. Tiếp, cái dạng này chúng ta nên liên quan cấu trúc gì đây các bạn nhỉ? Cấu trúc gì đây? Nào, đây là cấu trúc song song. Nào, cấu trúc song song. Vì thế nên không phải. Chúng ta làm tiếp nào. Chúng ta làm xem nó hỏi cái gì. Tìm từ được định nghĩa. Ôi dễ rồi. Chọn ngay phương A đúng không các bạn nhỉ? Tại vì chúng ta thấy có S rồi cộng với to be, vì thế nên S này nó chắc chắn là từ được định nghĩa. Vì thế nên chúng ta chọn phương này. Đó. Tiếp. Phương này chúng ta thấy là đây là danh từ này, nó chẳng thuộc là cái dạng là mình kể đây. Đó, chả thuộc dạng nào cả. Vì thế nên sai. Tiếp, đối với cái này cũng thế, cũng có, cái này cũng là không có luôn. Rồi, chúng ta chọn phương án A. Survey. Rồi, tiếp chúng ta chuyển sang là từ thay thế. Đối với dạng từ thay thế thì mình ký hiệu là từ gạch chân là G, còn từ cần tìm là như này. Thì đối với từ thay thế thì mình phân chia thành những dạng sau đối với cô đơn. Đối với công thức cô đơn, ví dụ gạch chân cái chỗ này, gạch chân chỗ này, thì chúng ta nhìn ngay vào cái câu tiếp theo và nhìn ngay vào cái chủ ngữ câu tiếp theo và chúng ta chọn. Thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhé, để chúng ta hiểu rõ tường mình hơn. Đối với từ thay thế này có nghĩa dạng nó như nào và cách nhận biết nào. Nó có dạng là the word, rồi gạch này, rồi có từ refer to. Refer to. Đó, refer to. Ở đây thì chúng ta sẽ nó là cái từ này nó được thay thế, dịch là cái từ này nó được thay thế cho từ nào. Thì các bạn phải xem một trong đáp án này nó thay thế cho từ nào. Bây giờ chúng ta xem nhé. Thì đối với cái này thì chúng ta sẽ xem là từ author này nó thay thế cho từ nào. Thay thế cho từ nào. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nó có adverb O. Nó adverb O. Vậy đó là cô đơn. Vậy chúng ta nhìn ngay vào cái câu đằng trước đó. Vậy chúng ta tiến lên nào. Chúng ta xem câu đằng trước đó thì chúng ta nhìn thấy dấu phẩy đây này. Dấu phẩy đây. Vì thế nên khẳng định từ đây đến đây nó là một adverb O. Bây giờ chúng ta xem chủ ngữ của nó ở đâu. Ở đây thì các bạn nhìn nhé. Ở đây có phải cấu trúc là S phẩy chấm 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 phẩy vấp ô không? Nào, đây là chấm 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 này. Vậy chúng ta bỏ đi. Thì đây có phải là S không nhỉ? Đấy, thì toàn bộ đây nó là S này. Vì thế nên chắc chắn đây nó là cái chúng ta cần chọn. Vậy chúng ta nhìn đáp án. Chúng ta nhìn gì nhỉ? Many ado. Rồi, phương án A. Đấy, cực kỳ dễ các bạn. Nào, nhớ cho mình nhé. Khi gạch chân S verb O của câu đơn thì chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của cái câu đằng trước đó để chúng ta chọn. Xem tiếp. Ở câu này. Nào, từ it này được thay thế cho cái từ nào? Để chúng ta xem. Từ it này. It ở dòng 14. Nào, line là dòng 14. Nào, chúng ta đây 15, đây 14. Vậy it ở đây. Thì chúng ta nhìn này. S verb O. Adverb O. Thì đây là cô đơn. Vậy chúng ta nhìn tìm cái câu đằng trước đó. Vậy chúng ta gạch đây. Chúng ta nhìn dấu phẩy nhé, dấu chấm nhé. Để chúng ta phân biệt chỗ nào. Rồi thì chúng ta thấy có. Nào, đây là S. Đây là S. Verb đó là từ lúc. Rồi. Vậy chúng ta nhìn đây thì chúng ta sẽ nhìn nhỉ. Phương án A tiếp. Tiếp câu này. Nào, dây này nó thay thế cho từ nào ở dòng 24, nào 25, 24, nào dây đây. Thì chúng ta thấy có S verb O. Rồi, đừng có xét gì cả. Đằng sau liên quan đến cấu trúc song song của verb O này. Song song của verb O này. Rồi, chúng ta cùng xem nha. Đấy, S verb O. Thì chúng ta nhìn ngay đằng trước đó. Tìm cái câu đằng trước đó thì chúng ta thấy là đây là S, đây là verb, đây là O. Thì chúng ta nhìn ngay vào đây. Chắc chắn đây rồi đúng không? Rồi, chúng ta chọn gì đây? Phương án. Phương án A luôn. Đó. Tiếp. Đối câu ghép thì đối với TOEFL thì nó rất xảy ra hai dạng sau. Đối câu ghép thứ nhất là chúng ta có S verb O rồi chấm phẩy S verb O, hoặc là
FFO phẩy fanboy rồi đến FFO. Thì mình đặt là từ gạch chân nó sẽ là từ GG. Còn đối với TTT là từ cần tìm. Nào, thế bây giờ xem luôn nhé. Thì chúng ta đối với dạng này thì chúng ta có dấu chấm phẩy này, rất dễ phân biệt đúng không các bạn nhỉ? Nào, sau dấu phẩy, nào, nhìn nhé. Nào, author ở dòng 9 thì nó thay thế cho từ nào? Nào, dòng 9, author. Thì chúng ta thấy là SVO, nào, nhìn nhé. Khai chân cái này, thì chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ này. Rồi, chúng ta xem nào. Chủ ngữ của nó đâu? Thì nó chính là chỗ này đúng không? Nào, chúng ta có S này, verb này, O rồi, phẩy này, chấm phẩy này, S, verb O. Vậy đây là S của nó, vì thế nên chúng ta xem cái này có nào không. Nó chính là từ Bakis. Rồi, tiếp, câu này. Dây này, refer cái gì, có nghĩa thay thế cái gì ở dòng 17, 15, 16, 17. Đây chính là từ này. Thì đối với dạng này thì chúng ta nhìn nhé. Nào, đây có phải là cấu trúc là S, verb O rồi đến phẩy fanboy rồi đến S, verb O không ạ nhỉ? Đó, nào, S, verb O phẩy fanboy, S, verb O gạch chân cái chỗ này. Thì chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của đằng trước fanboy này. Chúng ta xem nhé. Thì chúng ta thấy là đằng trước S, verb fanboy này, nó là S, verb O, vậy chúng ta thấy là verb đây, đúng không? Nào, vậy chúng ta xem đáp án. Vậy chúng ta chọn phương án vấn đề. Tiếp câu này. Đối câu này thì chúng ta sẽ xem lại liên quan đến như nào. Ít này nó thay thế cho từ nào ở dòng 21. Thì chúng ta xác định là nó thuộc câu nào. Nó từ đây đến đây, nó thuộc từ đây đến đây. Và các bạn xem câu đấy thì nó thấy là cấu trúc của câu ghép nào. S, verb O rồi phẩy fanboy, S, verb O. Đó, vậy lại là cái cấu trúc đấy, vì thế nên chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của nó, được chưa? Nhìn ngay chủ ngữ của nó, vì thế nên chúng ta chọn phương án A. Đó, rất là dễ. Chúng ta làm tiếp. Tiếp chúng ta nhìn thấy là gạch chân từ dây ở dòng 23, chúng ta tìm từ dây dòng 23. Đây, dây dòng 23. Ở đây chúng ta xem nhé. Chúng ta sẽ tìm toàn bộ cái câu liên quan từ dây này lại từ đến đây. Rồi, thế bây giờ chúng ta xem phân tích câu này. Ở đây thì chúng ta lại nhìn có dấu chấm phẩy. Nào, thì đối với for và for giới từ cộng với một danh từ thì chúng ta đừng có set đậy thế. Và đây lại là mệnh đề tính từ, vì thế nên chúng ta đừng có set chỗ này. Đấy chưa nhỉ? Đấy. Thì lại bây giờ cấu trúc là S, verb O rồi chấm phẩy S, verb O. Chúng ta nhìn ngay vào gì nhỉ? Nhìn ngay vào chủ ngữ của nó. Chủ ngữ đâu nhỉ? Rồi, sắt S nó chỉ là một cái cấu trúc liệt kê thôi, chúng ta đừng set. Chúng ta set verb đâu? Đây đúng không? Verb đây. Nào, chúng ta chọn phương án A. Đó, rất là dễ. Tiếp câu này. Các bạn thấy là cái câu này dạng câu ghép rất hay gặp đúng không bạn nhỉ? Nào, lại từ ít nó gạch chân là thay thế cho từ nào ở dòng 23. Ở đây thì chúng ta lại xem cả cái câu đấy nó từ đâu đến đâu. Chúng ta thấy đây. Vậy chúng ta phân tích cái câu này thì nó chính là câu ghép này. Chúng ta có S, verb O rồi phẩy này, fanboy rồi S, verb O. Vì thế nên chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của nó. Vậy chúng ta chọn tìm cái này. Chúng ta chọn đâu nhỉ? Phương án đây. Đó. Tiếp. Đối với mệnh đề trạng từ, đối mệnh đề trạng từ các bạn nhìn nhá. Đối mệnh đề trạng từ thì đối với câu này thì người ta rất hay hỏi như này. Sắp cộng với S cộng verb O rồi đến S, verb O. Hoặc là S, verb O rồi đến sắp S, verb O. Thì GG này là từ gạch, còn TTT này là từ cần tìm. Chúng ta thì làm luôn. Nào, đối với câu này, dòng 4 này nó thay thế cho từ nào? Nào, chúng ta xem nhé. Thì chúng ta cứ nhìn ngay vào chủ ngữ của nó, tìm chủ ngữ của mình. Thì đây, nào, câu này, đây nó toàn bộ câu đây. Thì chúng ta nhìn thấy là chủ ngữ của nó là lại cấu trúc là S phẩy chấm chấm phẩy verb O. Và verb của nó chính là từ này. Vậy chúng ta nhìn là chọn gì đây nhỉ? Special, đây chúng ta chọn phần C. Tiếp lại từ dây dòng 20 thay thế cho cái từ gì? Chúng ta thử dây dòng 20 là chúng ta quy tìm cái câu mà có chứa từ dây đó, nó từ đây đến đây. Đó, thế bây giờ chúng ta phân tích cái câu này lại cấu trúc là sắp cộng với S cộng verb O rồi đến S verb O. Vì thế nên chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của nó là từ gì đây? Đây,
Đó, nào sub cộng s cộng vấp o. Sub cộng s cộng vấp o rồi, s vấp o. Nào, thì chúng ta xem. Vậy chúng ta chọn cái này. Thử xem cái nào đây nhá. Predator. Rồi, đây. Rất là dễ. Tiếp, đối câu này chúng ta xem nhá. Nào, sâu sát cũng là một sub của mệnh đề. Danh từ đối câu này. Đối câu này, mệnh đề à sub mệnh đề trạng từ. Sau sub mệnh đề trạng từ chúng ta có S vấp O. Thì đằng trước chúng ta có S vấp O rồi đến sub S vấp O. Nào, chúng ta nhìn thấy hai dấu phẩy này, hai dấu chấm này. Đó. Vậy chúng ta thấy có S vấp O rồi đến sub S vấp O, chúng ta nhìn vào ngay vào đây gì nhỉ? Chúng của nó chúng ta chọn small chain, tìm đáp án small chain. Đó. Tiếp. Cái câu này. If dòng 11 refer đề cập cái gì hay là thay thế cái gì? Chúng ta xem nha. Đây. Nào, chúng ta lại có sub cộng với S vấp O. Đằng trước chúng ta thấy có S vấp O. Một câu hoàn chỉnh này các bạn này. S vấp O rồi à nào. Hai dấu chấm này. Đấy. Và hai trong hai dấu chấm này thì nó chính là liên quan mệnh đề trạng từ này. Rồi S vấp O rồi đến sub S vô, chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của nó. Chủ ngữ. Chúng ta sẽ chọn phương án này liên quan từ này. Chọn gì được nhỉ? Đây, phương án A. Rồi. Tiếp. Ở câu này lại từ if này refer to cái gì thì chúng ta xem nhé. Là until cũng là một trong những sub của mệnh đề trạng từ, chúng ta lại có là nào s với o đây, lại là một câu đây các bạn này. Until s với o rồi đến s với o này rồi đến sub s với o, thì chúng ta nhìn ngay vào chủ ngữ của nó, chúng ta chọn đó, chúng ta chọn Satiwater. Đây Satiwater. Tiếp câu này. Nào, đối với dạng này thì chúng ta dây nó thay thế cho từ nào? Ở dòng 8, dòng 8 chúng ta tìm dòng 8, 5, 6, 7, 8, đây, dây đây, dòng 8. Nào, chúng ta lại nhìn nhá. Nào, ở đây có phải là chúng ta lại quy hoạch của nó là tìm cái cả một câu liên quan đến từ dây. Rồi, rồi chúng ta xem nhá. Cái câu này có phải là sub cộng với S cộng vấp O không? Nào, rồi sau đó là S cộng vấp O. Thì sus này thì mình vừa rồi nó chỉ là gì nhỉ? Lệnh trạng từ rồi. Nào, bây giờ xem nhá. Đây có phải là S không? Nào, vậy chúng ta tìm ngay từ interview. Interview. Có không? Nào, có interview. Đúng rồi. Tiếp, đối với từ thay thế liên quan mệnh đề trạng từ, à mệnh đề tính từ thì cái này thì nó dễ hơn các bạn. Dễ hơn. Nào, thì đối cái này ví dụ trong trường này chúng ta xem này nha. Áp dụng luôn mệnh đề tính từ chúng ta học rồi. Ở đây thì chúng ta xem là nha. Đối mệnh đề trạng từ thứ nhất là chúng ta xem là từ author này nó thay thế cho cái từ nào ở dòng 21. Nào, author này. Thì chúng ta thấy là nào, chúng ta có sub cộng với verb o. Thì sub này thì nó chính là thay thế cho cái danh từ đằng trước đó, vì thế nên cái này đấy danh từ đằng trước đó. Vậy cái này thì nó tác động, nó tạo ra một hành động, nó tác động cái gì? Thì chúng ta thấy này, nếu mà nó thay thế như này thì chắc chắn liên quan đến thay thế cho cái chủ ngữ của nó. Vậy trước chỗ này chúng ta xem chủ ngữ của nó là gì. Nào, xem nha, chủ ngữ của nó là gì? Nó chính là spectra. Nào, đấy, rất dễ các bạn nhìn nhá. Các bạn nhớ cho mình đối với mệnh đề tính từ là sub cộng verb o thì có nghĩa là chủ ngữ tạo ra hành động và hành động này tác dụng lên tân ngữ. Và cái chủ ngữ này, sub này nó chính là cái danh từ đằng trước cái sub này. Đấy, nó thay thế cho cái danh từ đằng trước. Vậy nếu mà cái chỗ này, cái ô này nó là từ từ thay thế, ví dụ như từ dâm hay từ author như các bạn vừa nói, thì nó chắc chắn là thay thế liên quan đến chủ ngữ. Vậy chủ ngữ của cái câu đấy là gì? Chủ ngữ của cái đó thì nó chính là cái chủ ngữ đây. Nào, nhìn nhá. Chủ ngữ này tạo ra hành động. Hành động này à, phải con nào nhỉ? À đúng rồi, chủ ngữ này tạo ra hành động này tác dụng lên tân ngữ, tác dụng lên tân ngữ, tác dụng lên tân ngữ. Thế đối với mệnh đề tính từ thì nó là nào, chủ ngữ đối với mệnh đề tính từ này thì chúng ta đây, đây là chủ ngữ này tạo ra hành động này tác dụng đâu, hành động này tác dụng lên cái này là gì, cái này chính là cái đây, đây chính là vòng tròn khép kín các bạn. Đó, chúng ta chọn phương án này. Và tiếp. Đối với câu này, if refer cái gì? Chúng ta xem nhé. Nào, trước này chúng ta xem phân tích câu một chút. Nào, từ if này. Thì nó từ đây đến đây, nó là một câu. Xem nào.
Đây chính là mệnh đề, tính từ, verb in cộng o, verb in cộng o. Nào, thì bây giờ chúng ta xem từ it này nó thay thế chữ từ nào. Thì chúng ta thấy là I went, thì chúng ta F O thì trong trường này chúng ta bỏ rồi, chúng ta xét chỗ này. Nào, xét tiếp nào. Cái này này, S này, đây là verb này, đây là O này, đây là O này, toàn bộ đây là O. Vậy đố các bạn thì nó là thay thế cho từ nào các bạn nhỉ? Nào, thì vì thế trong trường này, đây chính là tân ngữ của gì? Tân ngữ của cái chủ ngữ này, tân ngữ của chủ ngữ này. Vì thế nên nó không liên quan đến chỗ này nha. Nào, đây chúng ta có sau when nó có S với O. Và sau S với O này thì có một mệnh đề, tính từ là verb in của O. Vì thế nên cái chủ ngữ của câu này thì nó chính là cái chỗ này chứ không phải là cái này các bạn nhé. Vì thế nên đây là mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho tân ngữ, là tân ngữ của SVO này chứ không phải là SVO trên này. Vì thế nên chúng ta chỉ xem là chủ ngữ của cái trên này là gì là chúng ta chọn thôi. Vậy trong này chúng ta chọn phương án C. Rất là dễ. Bây giờ chúng ta chuyển sang tiếp cái dạng là according to. Đối với dạng này thì xảy ra cực kỳ nhiều các bạn ạ. Chúng ta thử xem dạng câu hỏi này như nào nhé. Đối dạng câu hỏi là according to này. Thì cái này thì đối với dạng này thì mình nói luôn cách làm này. Nói luôn cách làm, có hai cách làm. Thứ nhất là các bạn cứ nhìn vào các nhìn các đáp án này rồi các bạn scan. Nếu mà trong đáp án mà trong cái bài văn này mà có thì các bạn chọn cái đấy. Cái thứ hai là cách làm thứ hai là các bạn tìm keyword ở trong cái câu hỏi này để các bạn nào khoanh vùng cái phạm vi chọn các đáp án này. Được chưa nhỉ? Rồi, khoanh vùng. Nhưng mà đối với các bạn nếu mà các bạn mà chưa biết khoanh vùng ấy, có nghĩa chọn cái keyword ở trong cái đáp án này thì trong cái câu hỏi thì các bạn có thể là cứ nhìn cái từ này rồi các bạn scan, nếu mà có thì các bạn là chọn là đúng luôn. Rồi chúng ta thử xem nhé. Thì mình sử dụng phương pháp 2 cho nó nhanh. Ở đây thì chúng ta thấy là có cái từ sea, mình lấy cái có cái keyword nó là sea island cotton. Thì chúng ta tìm thấy sea island cotton thì chúng ta đằng trên này chúng ta có từ là sea island cotton. Vậy nếu mà chúng ta tìm được keyword thì chúng ta chỉ khoanh vùng là nó ở phạm vi gần đây thôi, nó chỉ phạm vi gần đây thôi chứ nó không đi xa. Đó. Đấy, nếu mà các bạn khoanh vùng được thì các bạn chỉ tìm scan vùng rất nhỏ. Còn nếu mà các bạn không khoanh vùng được thì các bạn phải là scan toàn bộ đoạn văn này, toàn bộ đoạn văn này. Rồi, bây giờ xem nhé. Thì đối với trong chỗ này chúng ta thấy nào, trong gần đây thì chúng ta thấy trong gần cái keyword này thì chúng ta thấy có cái từ là fiber long, thì chúng ta thấy là nó sát với từ này đúng không? Nào, long fiber. Đấy, nếu mà các bạn chỉ cần xem là đối với các đáp án mà nó cứ hao giống nhau. Hao hao nhau ấy thì các bạn cũng là chọn đúng rồi các bạn nhé. Cứ hao giống nhau, trong trường này chúng ta fiber long này, chúng ta thấy có long fiber này thì nó giống nhau cả các bạn. Đó. Đây chỉ là cách người ta diễn đạt khác để các bạn khó phân biệt rồi. Thì các bạn khi mà làm xong câu này thì các bạn đã hiểu là nếu mà dạng according to này nếu các bạn nhìn thấy các bạn thứ nhất là đáp án trong đáp án này đối với cái đáp án này mà trong đoạn văn có cái từ đấy là đúng, được chưa nhỉ? Thì còn đối với các bạn nhìn thấy là đối các phương án này thì các bạn chả thấy có đâu cả, chả nhìn thấy đâu cả, vì thế nên không chọn, được chưa nhỉ? Tiếp câu 10 nào. Đối câu 10 này thì các bạn thấy là có cái một cái keyword nó là chính là cái từ này, được chưa nhỉ? Đấy từ tên riêng. Đối với keyword này nó là cái từ, không phải là từ chung mà phải là từ riêng, thực sự là riêng biệt. Đây chúng ta thấy bắt từ này thì chúng ta tìm các đoạn văn, một đoạn văn dài thì chúng ta thấy là chỉ có mỗi chỗ này liên quan có từ đấy thôi. Vậy chúng ta khoanh vùng, vậy nó chỉ thuộc dạng trong dạng này thôi. Vậy chúng ta xem, vì thế nên chỗ này chúng ta xem có từ này các bạn nhé. Đấy, segment này. Đấy, vid này. Đấy, các bạn nhìn này, có điểm chung. Rồi, thì cả cái đoạn này thì nó chỉ là cách diễn đạt nó khác thôi, vì thế nên các bạn cứ thấy hao hao giống là các bạn chọn thôi, được chưa nhỉ?
Chúng ta chọn phần A. Tiếp câu này. Đối câu này thì chúng ta thấy là xem nào nhé. Nào, ở đây thì chắc chắn là từ keyword nó sẽ là từ này rồi. Từ này rồi. Từ này rồi. Thì bây giờ chúng ta set để chúng ta là tìm khoanh vùng đó hẹp hơn. Hẹp hơn. Chúng ta xem nhé. Thì chúng ta thấy là cái chỗ này. Đây. Thì bây giờ chúng ta chỉ khoanh vùng, chúng ta chỉ quanh quanh chỗ này thôi. Để chúng ta xem các đáp án, chúng ta nhìn các đáp án rồi chúng ta scan ở trong cái vùng này. Chúng ta xem thì chúng ta thấy có nào, giống gần giống ý C này. Đó, Pairing Witness Building Material này. Đấy, vì thế chúng ta sẽ chọn phương án phương D luôn. À, phương C luôn. Rồi tiếp cái câu 16 này. Câu 16 này chúng ta thấy có cái từ riêng nào không? Chắc chắn là từ này rồi, không có từ nào khác. Nào, vậy cho chúng ta xem từ này. Đây, chúng ta nhìn đây, chỉ có mỗi cái chỗ này thôi. Chỗ này thôi. Và chúng ta khoanh vùng vào. Chúng ta nhìn các đáp án xem cái các đáp án nào có trong cái vùng này. Chúng ta xem chỉ có mình thấy là hai phương án này. Đấy, phương án A thì nó phù hợp, vậy chúng ta chọn phương án A, hàng áp đảo. Rồi, các bạn nhớ cho mình là nếu mà các bạn không tìm được keyword thì các bạn sẽ tốn thời gian hơn thôi, nhưng mà các bạn vẫn áp dụng được. Tại vì các bạn nếu mà bạn có nhiều thời gian rỗi mà các bạn có ý định là khoanh bừa ấy, thì các bạn nên là thôi cố gắng tập trung là scan hết cả đoạn văn nhé. Rồi. Câu này thì chúng ta xem nhé. Câu này thì chúng ta xem là xem. Đây, nó chính là cái từ này các bạn này. Đấy, chúng ta xem. Đây, chính là cái chỗ này. Đấy, tiếp các bạn lại có một cái từ nữa là các bạn thấy có từ Dramatic Change, cũng có thể là một từ keyword. Và trong chỗ này chúng ta thấy là đây, vì thế nên chúng ta nếu mà các bạn xác định từ keyword, cái câu này để mình nói để nó lên cái điều gì, nếu mà các bạn xác định cái từ keyword đúng hay là chuẩn thì các bạn sẽ là giới hạn được phạm vi hẹp để chúng ta tìm được cái rõ được cái đáp án nào. Thì trong chỗ này chúng ta thấy là ở đây và từ đây chúng ta có thể là áp dụng, như chúng ta thấy nha, cái này thì chúng ta thấy có hẹp hơn đúng không nào, phạm vi nó hẹp hơn. Vậy trước này chúng ta xem chỉ có thể là phương án phương này thôi. Nào, ở đây thì chúng ta thấy nó có hao hao giống nhau. Đây chỉ là cách diễn đạt lại của cái câu này thôi. Rồi thì mình tổng kết liên quan đến according to. Đối according to có nghĩa là xem cái câu trả lời, mà cái câu trả lời này nó nằm trong cái nội dung của cái đoạn văn thì chúng ta chọn câu đấy. Rồi, nhớ cho mình nha. Thì còn đối với câu hỏi liên quan except thì nó lại ngược lại các bạn. Câu hỏi liên quan except thì nó ngược lại. Có nghĩa là nếu mà trong đoạn văn này, nếu mà trong đoạn văn này nào, nó không, nếu mà trong đoạn văn à, nếu mà là một đáp án nó không chứa trong cái đoạn văn này thì đúng, nhớ cho mình nhé, nó ngược lại với according to. Thì chúng ta xem chúng ta làm để chúng ta biết. Ở đây thì chúng ta xem nè, đối với cái này thì chúng ta xem cũng là xem keyword.